Nga công khai vũ khí quét sạch không gian, cảnh cáo tới Mỹ và NATO. Nga tấn công dồn dập ở Adipka, thu giữ khí tài của quân đội Ukraine. Gót chân Asin của phòng không Nga khiến UAV Ukraine dễ lọt lưới. Hamas ngăn chặn thành công nỗ lực giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm Israel Nga cảnh báo việc đổ nước biển vào đường hầm Hamas là tội ác chiến tranh Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Bản tin Thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước một cuộc chiến tranh không gian sẽ bắt đầu với việc các quốc gia tấn công phá hủy vệ tinh của nhau, thì mới đây, giới chuyên gia Nga cho rằng Nước này có đủ khả năng dọn dẹp không gian, tiêu diệt tất cả các phương tiện trinh sát Mỹ, NATO trên khoảng không vũ trụ. Toàn bộ các quốc gia thù địch với Liên bang Nga ở cả EU và NATO, cũng như toàn bộ các công ty tư nhân của họ đang tham gia vào hoạt động gián điệp công khai giám sát lãnh thổ Nga bằng các vệ tinh quân sự và thương mại, nhưng lại tuyên bố rằng họ không vi phạm bất cứ điều gì. Theo giới chuyên gia Nga, trong trường hợp này, Moscow cũng sẽ không vi phạm bất cứ điều gì khi tìm cách phá hủy chúng. Liên bang Nga có nhiều hệ thống vũ khí có thể làm sạch không gian gần trái đất. Một phân tích nhanh từ các nguồn mở cho thấy Moscow có rất nhiều công cụ hữu ích cho việc này, gồm các vệ tinh giám sát của dự án Nivelia, hệ thống tác chiến điện tử di động có chức năng gây nhiễu cực mạnh, phá hoại liên lạc vệ tinh, ba hệ thống tên lửa chống vệ tinh gồm Contact, Pires, Vest. Trong trường hợp cần thiết, Moscow có một hệ thống phòng thủ nhiều lớp có thể chống lại kẻ thù và mang lại an ninh không gian đáng tin cậy nhưng cho đến nay Nga vẫn chưa sử dụng nó trong chế độ chiến đấu. Mới đây, Nga cũng chứng minh năng lực phá hủy vệ tinh đối phương đứng đầu thế giới. Các vệ tinh thanh tra của dự án Nivelia được thiết kế để giám sát và tiến hành công việc sửa chữa các vệ tinh khác trên quỹ đạo trái đất. Nếu cần thiết, chúng cũng có thể được sử dụng để vô hiệu hóa đối thủ trên không gian. Bên cạnh đó, hệ thống tác chiến điện tử di động Tirada 2 và ba tổ hợp vũ khí Contact, Nudon cùng với Pires Vest là không thể coi thường. Mặc dù vậy, Moscow vẫn chưa để chúng trong chế độ chiến đấu Nhưng thông tin về các hệ thống vũ khí chống vệ tinh sau đây của Moscow vẫn khiến đối thủ không thể xem nhẹ Hệ thống chống vệ tinh di động Nudon đã được thử nghiệm thành công vào tháng 11 năm 2021 Bắn hạ một vệ tinh trinh sát Tisselina D cũ bằng tên lửa dẫn đường Nudon có thể tấn công các vệ tinh ở độ cao 260 đến 1.000 km từ bất kỳ nơi nào Điều này gây ra một số lo lắng đối với Mỹ Cuối cùng, hệ thống vũ khí laser pires -Vet đã được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga từ năm 2017. Đây là hệ thống tác chiến chống vệ tinh công nghệ cao. Được biết, Piresvet có thể là mù hệ thống quang học của tàu vũ trụ, UAV và máy bay nhằm ngăn cản chúng ghi lại chuyển động của quân Nga cũng như các vụ phóng tên lửa. Ngoài ra, vũ khí laser Zadira mới nhất được cho là mạnh hơn hệ thống Piresvet. Nếu như Pires Vest có thể chọc mù các hệ thống của đối phương thì Zadira có khả năng đốt cháy chúng. Ngoài các tổ hợp laser Piresvet và Zadira, quân đội Nga cho biết cũng đang phát triển dự án Lucheza. Đây là hệ thống laser di động cỡ nhỏ đầy hứa hẹn được thiết kế để vô hiệu hóa các thiết bị trinh sát. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống laser này có thấu kích đặc biệt cho phép nó phá hủy mục tiêu. Theo chuyên gia quân sự Nga và đại tá về hưu Yuri Kanutov, vũ khí laser có thể bắn trúng các mục tiêu gần như ngay lập tức, thậm chí ở khoảng cách xa và hoạt động một cách im lặng. Nga cho biết sẽ trang bị cho các máy bay chiến lược và máy bay chiến thuật của nước này các hệ thống vũ khí laser để bảo vệ chúng trước các vụ tấn công bằng tên lửa đất đối không và không đối không có đầu dò quang học. Theo hãng tin Reuters, giới chức Kiev cho biết các máy bay quân sự Nga đã phóng 19 tên lửa tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Đây là đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn đầu tiên của Nga vào Ukraine trong nhiều tuần qua. Bởi thời gian gần đây, Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái UAV để thực hiện các cuộc tấn công trong đêm. Theo phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 14 tên lửa ở khu vực bên ngoài thủ đô Kiev và tỉnh miền Trung Dnipropetrovsk. Vụ tấn công còn gây hư hại cho một cơ sở công nghiệp và hơn chục ngôi nhà ở thị trấn Pavlorad, chernivka và làng Ipska. Ông này cho biết, chúng tôi chứng kiến vụ phóng tên lửa hành trình KH-101 và KH-555 từ 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Họ chia thành nhiều nhóm và phóng tên lửa. Tính đến thời điểm hiện tại, 19 tên lửa hành trình đã được phóng đi. Và chúng tôi đạt được kết quả tốt từ hệ thống phòng không khi 14 tên lửa bị phá hủy. Ông Sehi Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev tuyên bố thủ đô của Ukraine trở thành mục tiêu trong vụ tấn công. Tuy nhiên, toàn bộ tên lửa Nga đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công một sở chỉ huy kiên cố của Trung tâm Cảnh báo và Phòng không của Ukraine ở thành phố miền trung Dnip. Cuộc tấn công được thực hiện với sự kết hợp của lực lượng hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh. Quân đội Nga đã rút khỏi Kherson và bờ Tây sông Dnip vào cuối năm 2022, nhưng hiện nay thường xuyên pháo kích các khu vực đó từ các vị trí ở bờ đông. Bên cạnh đó, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 12 máy bay không người lái và một tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine đã phá hủy 10 máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Theo lực lượng không quân Ukraine, thời điểm đó, các máy bay không người lái xa hết do Iran sản xuất đang hướng về phía tây bắc Ukraine. Hầu hết đều bị bắn rơi ở khu vực Mykolaiv. Trong thông báo cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tấn công các kho nhiên liệu ở khu vực Mihorod, vùng Poltava và thành phố Komenitsky, một kho đạn dược ở vùng Mykolaev. Kênh truyền hình Quan TV của Nga công bố video xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley thu được của Ukraine trong tình trạng nguyên vẹn đang cất giấu tại một nhà kho ở tỉnh Lugan đồng thời tiết lộ thông tin về kế hoạch được các đơn vị nước này tiến hành để kéo phương tiện về hậu phương ngay dưới làn hỏa lực đối phương. Truyền hình Nga cho hay, binh sĩ thuộc cánh quân trung tâm bắn đứt xích chiếc Bradley trong trận đánh gần thành phố Adipka thuộc tỉnh Donetsk hồi cuối tháng 11. Tổ lái Ukraine bỏ xe và rút lui về hậu phương. Các đơn vị hậu cần kỹ thuật và trinh sát đã cùng xây dựng kế hoạch thu giữ xe. Vào thời điểm bị trúng đạn, Xe Bradley của Ukraine nằm trong vạt rừng ở vùng xám, thuật ngữ chỉ những khu vực tranh chấp giữa hai bên, cách phòng tuyến Nga khoảng 500 mét. Truyền hình Nga cho biết nhóm binh sĩ Nga phải di chuyển trong đêm tối mà không bật đèn pha ở khu vực có nhiều bãi mìn và liên tục bị lực lượng Ukraine công kích. Sau khi rời đi được vài km, họ chứng kiến pháo binh đối phương bắn phá dữ dội vào khu vực đó sử dụng cả đạn chùm. Kế hoạch tịch thu thiết giáp Bradley kéo dài trong khoảng 2 giờ, toàn bộ những người tham gia đều được trao huân chương dũng cảm. Theo nhiều thông tin, trong 2 tháng qua, Nga đã dồn dập tấn công các vị trí kiên cố của Ukraine xung quanh Adivka, cách Donetsk, thành phố lớn nhất do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine vài km về phía bắc. Kể từ đầu tháng 10 năm 2023, các lực lượng Nga đã tiến được hơn 1 km, nhưng các quan chức Anh cho rằng Moscow đã phải chịu tổn thất lớn hiện Nga đang dồn sức bao vây thị trấn Adipka từ nhiều hướng. Ông Vitaly Barabat, người đứng đầu chính quyền quân sự của Adipka do Ukraine bổ nhiệm nói rằng tình hình tại thị trấn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cường độ các cuộc đụng độ đã gia tăng trong suốt thời gian dài. Đối phương đang cố gắng tấn công từ mọi hướng. Nếu Nga củng cố được lợi thế, thì các bước tiến của Moscow sẽ khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong các chiến hào ở khắp trung tâm Adipka dưới đáy của vùng địa hình có dạng phễu, rộng chưa đầy 15 km và đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Nhưng các cơn bão mùa đông khắc nghiệt đang quét qua Ukraine có thể kìm hãm đà tấn công của Nga. Adipka có một nhà máy công nghiệp quy mô lớn, nơi sản xuất than cốc và là một thành phần thiết yếu trong quy trình sản xuất thép. Thép là kim loại quan trọng cho việc chế tạo vũ khí và năng lực sản xuất vũ khí của cả Nga lẫn Ukraine có thể quyết định quỹ đạo tương lai của cuộc xung đột vẫn chưa rõ giao tranh sẽ kéo dài bao lâu ukraine vẫn đang chống trả quyết liệt còn nga ngày càng thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn và thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát adipka bằng mọi giá việc chiếm được adipka cũng sẽ mở đường cho người nga tiến tới pokrov một thành phố lớn hơn các nguồn tin của Nga và Ukraine đều cho biết quân đội Ukraine ở trong thành trì Adipka vẫn nhận được hàng tiếp tế. Nhưng việc Nga kiểm soát khu công nghiệp của thành phố sẽ khiến nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững phòng tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, một báo cáo gần đây đã chỉ ra, các máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ đã trở thành mối đe dọa đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Không chỉ Ukraine mà cả Nga cũng phải tìm mọi cách đối phó với mối đe dọa ngày càng phổ biến trên chiến trường này. Một đoạn video gần đây cho thấy UAV của Ukraine âm thầm theo dõi các hệ thống phòng không của Nga. Những chiếc UAV như vậy có thể tấn công trực tiếp hoặc chỉ điểm cho pháo binh khai hỏa chính xác vào mục tiêu Nga. Báo cáo dài 193 trang của giáo sư Sergei Makarenko thuộc Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg, Leti, đã chỉ ra điểm yếu của hệ thống phòng không Nga trong việc đối phó với máy bay không người lái. Báo cáo đề cập hiệu quả của các hệ thống phòng không Nga như hệ thống phòng không tầm ngắn pantsir S1, pháo phòng không tự hành Tunguska, hệ thống tên lửa đất đối không Thor, hệ thống phòng thủ tầm gần Srela 10 và hệ thống phòng không vác vai Igla S. Các hệ thống phòng không này đều thất bại khi đối phó với UAV. Ngay cả những tính năng phức tạp mà các nhà phát triển công bố cũng chưa được xác nhận đầy đủ trên thực tế. Theo ông Makarenko, việc bắn hạ các UAV cỡ nhỏ là bất khả thi trên thực tế vì radar của Nga không thể nhìn thấy chúng. Các radar chiến thuật của Nga được thiết kế để phát hiện các máy bay cỡ lớn di chuyển nhanh chứ không phải là các mục tiêu nhỏ di chuyển chậm. Ông Makarenko cho hay, kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy radar phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không Thor chỉ có thể phát hiện các UAV nhỏ ở phạm vi 3 đến 4 km. Do đó hệ thống Thor không thể phát hiện ra UAV trừ khi chúng ở đủ gần, nhưng khi đó sẽ khó bắn hạ UAV hơn Báo cáo cho hay, thực tế sử dụng hệ thống cho để bắn hạ mục tiêu cỡ nhỏ cho thấy hiệu quả tương đối thấp. Nguyên nhân chính là do hệ thống kiểm soát kích nổ đầu đạn đất đối không không hoàn hảo và có sai số lớn trong việc theo dõi mục tiêu và dẫn đường tên lửa vào các máy bay không người lái cỡ nhỏ. Panzer cũng gặp phải vấn đề tương tự. Kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy việc bắn tên lửa vào các UAV cỡ nhỏ trên thực tế là không thể. Khi hệ thống phát hiện ra UAV, thì mục tiêu đã nằm trong tầm bắn tối thiểu của tên lửa, khiến chúng không thể bắn trúng. Một vấn đề khác của các hệ thống phòng không này là phải bắn rất nhiều đạn để tiêu diệt một UAV cỡ nhỏ. Ông Makarenko phân tích, về cơ bản có thể sử dụng các quả đạn của hệ thống phòng không để chống lại UAV, nhưng do UAV có kích thước nhỏ nên khả năng chúng bị bắn trúng là khá thấp. Trong một cuộc thử nghiệm vào năm 2020, khẩu đội Panzer đã khai hỏa vào một UAV di chuyển chậm nhưng đã không đánh trúng mục tiêu, mặc dù đã bắn nhiều loạt đạn. Tunguska cũng gặp phải vấn đề tương tự hệ thống này cần bắn rất nhiều loạt đạn mới có thể bắn trúng UAV. Ông Makarenko nói, khi bắn vào một chiếc UAV mini loại Akila ở khoảng cách 3 km, để đạt được giá trị xác suất có điều kiện bắn trúng mục tiêu bằng 0,5 thì cần tiêu tốn từ 4.000 đến 13.000 quả đạn pháo. Tunguska có thể bắn 5.000 viên đạn mỗi phút từ hai khẩu pháo nhưng chỉ mang được tổng cộng 1.904 viên đạn. Dựa trên dữ liệu này, UAV phải bay lượn trong tầm bắn đủ lâu để người điều khiển phòng không Nga xả đạn nạp lại và sau đó tiếp tục bắn thì mới có 50% cơ hội bắn trúng. Tên lửa tầm nhiệt Strela cũng gặp khó khăn trong việc khóa mục tiêu vào UAV cỡ nhỏ vì chúng có tín hiệu hồng ngoại thấp. Ông Makarenko cho biết thêm, hầu hết các tên lửa tầm nhiệt đất đối không của Nga đều được trang bị ngòi nổ tác động, hiệu quả cao khi đối phó với các mục tiêu lớn như máy bay nhưng không hiệu quả với mục tiêu cỡ nhỏ như UAV. Một số tên lửa được trang bị ngòi nổ cận đích, số lượng mảnh đạn ít sẽ là cách tốt nhất để tiêu diệt máy bay lớn nhưng chúng lại dễ dàng bắn trượt UAV cỡ nhỏ. Các hệ thống phòng không hiện tại của Nga cũng thật sự không hiệu quả khi đối phó với UAV bầy đàn. Tác giả nhận định, số lượng mục tiêu bắn hạ đồng thời của Panzer S2 là 3 và của Tom M2 là 4. Trong trường hợp này, các mục tiêu bị bắn hạ đồng thời phải nằm trong vùng quan sát của radar dẫn đường. Kết quả là không thể bắn hạ đồng thời nhiều mục tiêu tấn công từ các hướng khác nhau. Ông Makarenko tính toán rằng một hệ thống phòng không tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng cạn kiệt đạn dược mà không ngăn chặn được một bầy đàn 15 UAV đang tấn công. Ông Makarenko cho biết thêm, các UAV hạng nhẹ và giá rẻ có thể làm tê liệt bất kỳ lực lượng phòng không nào. Hiện nay, Nga cũng đang thử nghiệm nhiều giải pháp khác để đối phó với UAV như các hệ thống tác chiến điện tử để áp chế và làm chệch hướng các UAV cỡ nhỏ mang chất nổ của Ukraine. Moscow thậm chí còn thử nghiệm các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến RP-377 được thiết kế để chặn các tín hiệu kinh nổ bom ven đường được kích hoạt bằng sóng vô tuyến trên xe tăng và các phương tiện khác nhằm ngăn chặn các tín hiệu điều khiển UAV. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẩn thiết kêu gọi phe Cộng hòa đồng ý với gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Ông cho rằng nếu Nga thắng ở Ukraine, Moscow có thể tấn công các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và kéo quân đội Mỹ vào chiến tranh. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng kiến nghị quốc hội thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Tổng thống Biden thể hiện sẵn sàng chấp nhận những thay đổi đáng kể trong chính sách nhập cư của Mỹ ở biên giới với Mexico để nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Phát biểu của ông Biden vấp phải phản ứng giận dữ từ Moscow. Hãng tin Nga RIA dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng phát biểu của ông Biden về khả năng nổ ra xung đột Nga-Mỹ là giọng khiêu khích không thể chấp nhận được đối với một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm. Trước đó, các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã bác dự luật trị giá 110,5 tỷ đô la Mỹ, cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel, với lý do Mỹ cần ngân sách cho nỗ lực đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giáp Mexico. Tất cả 49 nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn chặn dự luật trên. Đáng chú ý, ông Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập thường đứng về phía các nghị sĩ dân chủ, lần này chung quan điểm với các nghị sĩ Cộng hòa phản đối dự luật. Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện, nghị sĩ Đảng Dân chủ Chuck Schumer cũng thay đổi lá phiếu từ ủng hộ sang phản đối để ông có thể đề xuất một dự luật khả thi hơn trong thời gian tới. Dự luật do nhà trắng đề xuất bao gồm 61,4 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, 14,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Israel và các khoản hỗ trợ dành cho các điểm nóng khác trên thế giới. Dự luật cũng dành một khoản ngân sách để thắt chặt an ninh biên giới Mỹ Mexico nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của các thượng nghị sĩ Cộng hòa về việc tăng ngân sách cho an ninh biên giới. Giám đốc ngân sách Mỹ Shalanda Young cảnh báo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng 97% gói 62,3 tỷ đô la Mỹ mà họ nhận được và Bộ Ngoại giao đã sử dụng toàn bộ số tiền 4,7 tỷ đô la Mỹ mà họ được phân bổ. An ninh biên giới giữa Mỹ và Mexico là vấn đề đè nặng các cuộc đàm phán về tài trợ cho Ukraine và Israel. Đảng Cộng hòa ở hạ viện và thượng viện muốn việc xây bức tường biên giới như chủ trương của cựu tổng thống Donald Trump và khôi phục chính sách gây tranh cãi. Theo đó, những người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong thời gian hồ sơ của họ được xem xét. Thưa quý vị, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nguy cơ xung đột giữa Nga và NATO dẫn tới thế chiến 3 chưa bao giờ lớn như lúc này. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo rằng mối đe dọa xung đột giữa Nga và NATO là sự bùng nổ của thế chiến 3 chưa bao giờ thực tế như lúc này. Ông viết trên Telegram, chưa bao giờ kể từ khi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba mối đe dọa về một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO và có thể dẫn tới Thế chiến 3 lại thực tế đến thế. Phát biểu của quan chức Nga đến trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine và tiếp tục nhắm vào một đồng minh NATO, quân đội Mỹ sẽ buộc phải đối đầu với Nga. Sau đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích phát biểu của ông Biden là thêm dầu vào lửa thách thức và không thể chấp nhận được đối với một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm. Ông Medvedev thời gian qua thể hiện lập trường chống phương Tây quyết liệt. Các nhà ngoại giao cho rằng quan điểm của ông phản ánh suy nghĩ của giới lãnh đạo Nga. Trong hai năm qua, ông Medvedev nhiều lần cảnh báo về Thế chiến 3 khi phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine. Trong phát biểu gần đây nhất hồi tháng 5, ông cho rằng đối thủ của Nga thực sự đang đẩy thế giới tới bờ vực thảm họa toàn cầu, trong đó không bên nào có thể thắng. Ông còn nhiều lần nhắc lại tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của nước này hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Mặc dù vậy, cả Nga và Mỹ đều khẳng định cuộc chiến hạt nhân là không thể thắng và không bao giờ nên xảy ra. Cả năm lữ đoàn thiết giáp mới đều được quân đội Ukraine thành lập. Tuy nhiên, các đơn vị này không được trang bị đủ xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh. Theo báo cáo gần đây của Viện Kinh tế Thế giới Kien của Đức, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã giảm đến 87% so với cùng kỳ từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái. Gói viện trợ mới nhất Kiev nhận được chỉ 2,3 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo Kien, Ukraine mất đi phần lớn viện trợ xuất phát từ việc Mỹ và châu Âu chưa đưa ra các cam kết hỗ trợ mới cho Kiev. Còn theo Forbes, thiếu viện trợ từ phương Tây đang tác động trực tiếp tới quân đội Ukraine khi nước này không còn đủ nguồn lực thành lập các đơn vị tác chiến mới. Forbes còn lấy dẫn chứng việc 5 lữ đoàn thiết giáp cơ giới mới được thành lập của Ukraine gồm 150, 151, 152, 153 và 154 không có đủ số xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh để trang bị. Giải pháp được quân đội Ukraine đưa ra là tận dụng các xe bọc thép do Liên Xô chế tạo. Forbes cho biết việc thiếu xe thiết giáp khiến các lữ đoàn cơ giới trên phải chiến đấu như bộ binh thông thường. Các chuyên gia quân sự của Forbes nhận định, Ukraine có thể sẽ không trang bị cho các lữ đoàn mới các phương tiện chiến đấu chuẩn NATO do lo ngại thiếu đi nguồn viện trợ trong tương lai. Thay vào đó, các lữ đoàn này dự kiến sẽ nhận được các xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Forbes dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết, nếu một chiếc xe thuộc dòng BMP bị trúng đạn, cả đội sẽ thiệt mạng. Hơn nữa, báo cáo cảnh báo về khả năng các lữ đoàn mới có thể được trang bị xe bọc thép đa năng MT-LB đã lỗi thời hoặc tệ hơn là xe tải thay thế cho xe chiến đấu bộ binh tiêu chuẩn. Forbes phân tích, sau cùng họ có thể phải lái những chiếc xe bọc thép với giáp yếu ớt và điều này hưởng rõ ràng đến sức mạnh chiến đấu của họ. Trong khi Ukraine hy vọng cuộc phản công mùa hè sẽ giống như một cú đấm thép nhằm vào Nga, nhưng thay vào đó, mọi thứ đang đi chảnh hướng so với ban đầu. Chiến dịch này đã diễn ra ác liệt và đẫm máu nhưng không tạo nên đột phá. Kiev đã tiến hành cuộc phản công Nga vào tháng 6, muộn hơn vài tháng so với dự tính. Các mục tiêu được tuyên bố công khai dường như đầy tham vọng, và chắc chắn thử thách khả năng của các lực lượng này trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Tuy nhiên kế hoạch đã không thành công. 6 tháng sau, Ukraine vẫn chưa đạt được thành quả về lãnh thổ mà nước này mong đợi. Chính các quan chức Ukraine cũng thừa nhận Kiev khó có khả năng thực hiện điều đó. Cuộc phản công của Ukraine vào thời điểm này về cơ bản đã kết thúc. Theo các nhà quan sát, các vấn đề rất phức tạp. Ukraine và phương Tây đã trang bị cho hầu hết các binh lính thiếu kinh nghiệm, vũ khí mới, đồng thời thay đổi đáng kể cách thức chiến đấu mũi tiến công chính của Ukraine là ở khu vực Zaporizhia thuộc phía nam nước này trong nỗ lực chia cắt các lực lượng của Nga gần biển Azov. Ngoài ra, Ukraine cũng tiến hành phản công theo các trục khác ở phía đông, theo hướng Donetsk và Bakhmut. Gần đây, Ukraine đã thiết lập vị trí trên bờ đông sông Dnipro. Hiện vẫn cần xem xét những gì Ukraine sẽ đạt được ở đây, song các chuyên gia hầu như không có nhiều kỳ vọng. Năm nay, Ukraine chỉ giành được hơn 500 km vuông lãnh thổ. Bakhmut, chiến trường đẫm máu nhất trong cuộc xung đột từ trước đến nay đã tác động không nhỏ đến cuộc phản công trong mùa hè vừa qua của Ukraine. Vào tháng 3 năm 2023, khi các lực lượng của Ukraine bị bao vây trong thành phố, đối mặt với thương vong cao và kho đạn dược suy giảm, đã có nhiều tiếng nói kêu gọi Ukraine rút quân. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố các lực lượng của Kiev sẽ ở đây để làm tiêu hao lực lượng của Nga. Mặc dù Moscow cũng chịu thương vong, nhưng họ đã giành được Bakhmut vào tháng 5. Một số chuyên gia nhận định quyết định của Ukraine khi cố thủ ở Bakhmut là phù hợp giữa bối cảnh Moscow tổn thất lực lượng cũng như trang thiết bị. Tuy nhiên, những người khác thì cho rằng Nga đã dùng những binh lính thiếu kinh nghiệm để gây tổn thất cho các lực lượng giàu kinh nghiệm hơn của Ukraine. Vũ khí, huấn luyện, chiến thuật và chiến lược đều đóng vai trò trong việc định hình cuộc phản công. Có những vũ khí Ukraine đã nhận được tương đối trễ và có những vũ khí nước này vẫn đang chờ đợi từ các đối tác trả lời AP vào đầu tháng 12 năm 2023 về kết quả của cuộc phản công. Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine không nhận được những vũ khí mà chúng tôi muốn. Tôi không hài lòng nhưng không thể phàn nàn gì nhiều. Về huấn luyện và chiến thuật, có một số vấn đề khi Ukraine chuyển từ vũ khí thời Liên Xô sang các hệ thống vũ khí phức tạp của NATO và trải qua các cuộc huấn luyện tác chiến binh chủng hiệp đồng chỉ trong một vài tháng. Phòng tuyến kiên cố của Nga nằm trong số những thách thức lớn nhất ngăn cản Ukraine giành lại lãnh thổ Bắt đầu từ cuối năm 2022, các lực lượng của Nga dưới sự chỉ đạo của tướng Sergei Surovikin đã bắt đầu xây dựng các phòng tuyến này. Họ có thời gian và nguồn lực dồi dào để xây dựng từ các bãi mìn rộng khắp cho tới các chiến hào chống tăng, phòng tuyến răng rồng và các bẫy mìn. Mạng xã hội Nga lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh trực thăng Mi-8 của nước này đang săn lùng xuồng tấn công không người lái của Ukraine ở khu vực Biển Đen đoạn video được công bố cho thấy phi hành đoàn Mi-8 của Nga đang cố gắng tấn công các xuồng máy không người lái của Ukraine bằng tên lửa cũng như các loại vũ khí nhỏ. Theo thông tin từ tờ Top War, vụ việc có liên quan đến nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen. Phía Ukraine được cho là lợi dụng lỗ hồng rào chắn của Nga sau cơn bão ở Crimea, nhanh chóng triển khai xuồng không người lái đến khu vực này với mục đích xuyên thủng hàng phòng thủ. Tuy nhiên, hành động này của Ukraine đã bị phòng không của Nga phát hiện và tiêu diệt kịp thời. Trong khi đó, trang tin Avia của Nga đăng tải trên Telegram đoạn video cho thấy trực thăng Mi-8 của Nga đã cố gắng bắn nổ một trong những chiếc xuồng cảm tử của Hải quân Ukraine bằng tên lửa và vũ khí nhỏ hơn. Trong đoạn video, có thể thấy chiếc trực thăng Nga bay ở khoảng cách tương đối xa, Điều này là do những chiếc xuồng không người lái có thể mang lượng thuốc nổ cực lớn và khi nó phát nổ có thể gây hư hại cho trực thăng. Mi 8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất, được triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công. Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260 km/h, trần bay 4,5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chờ được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm súng máy 7,62mm và 12,7mm, tên lửa chống tăng 9M-17P Scorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M-120 và 9M-11. Tình báo Anh cho biết Nga đã chuyển sang sơn màu đen cho một số máy bay không người lái UAV hoạt động ở Ukraine. Trong bản cập nhật tình báo hôm 6 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc UAV được sơn màu đen khiến cho việc xác định trực quan các UAV đang đến vào ban đêm trở nên khó khăn hơn. Đầu tháng 12, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cũng chia sẻ thông tin tương tự về phương thức ẩn giấu UAV mới của quân đội Nga. Một số hình ảnh về UAV Nga bị bắn rơi trong cuộc tấn công vào Kiev ngày 25 tháng 11 cũng đã được truyền thông Ukraine chia sẻ cho thấy chúng dường như đã được sơn màu đen. Những binh sĩ của Ukraine nói với Business Insider thời điểm đó rằng có rất nhiều cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm. Vì vậy, UAV được quân đội cả hai bên sử dụng như một quân bài chiến thuật nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị phát hiện và bị bắn hạ. Theo ông Inat, Nga đang tăng cường sử dụng vật liệu sợi carbon trong chế tạo UAV. Đây là loại vật liệu được cho là có thể hấp thu tín hiệu radar, giúp UAV tối ưu hóa khả năng tàng hình. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng loại vũ khí này có thể đem lại lợi thế lớn trên chiến trường trong tương lai ngoài ra các báo cáo gần đây cũng cho rằng nga đang lắp đặt modem 4g và thẻ sim của ukraine vào uav điều này được cho là giúp các uav truy cập mạng di động dân sự khiến chúng thông minh hơn và nguy hiểm hơn cụ thể theo các kỹ thuật viên của công ty victory drone của ukraine chuyên đào tạo và phát triển uav họ đã tìm thấy một modem 4g với thẻ sim của công ty viễn thông kievstar ukraine bên trong một số uav nga bị bắn rơi Victory Drone ban đầu nói trên Telegram rằng thẻ SIM và modem có thể được Nga sử dụng để truyền dữ liệu theo dõi các mảnh vỡ của chiếc UAV bị rơi, thu thập thông tin dẫn đường bổ sung qua mạng di động hoặc điều chỉnh nhiệm vụ bay trong thời gian thực. Theo tờ The Drive, việc sử dụng mạng di động để nâng cao khả năng của UAV không phải là một ý tưởng mới. UAV có thể tận dụng dữ liệu di động thay thế hoặc bổ sung cho các liên kết dữ liệu truyền thống. Trong môi trường đông đúc như ở các thành phố, nơi sóng di động được phủ rất mạnh, việc sử dụng SIM 4G có thể hỗ trợ rất nhiều trong chiến đấu. Điều này mở rộng đáng kể tính linh hoạt của hoạt động bay không người lái trong những môi trường này. Tuy nhiên, tạp chí Forbes tin rằng việc gắn SIM 4G trên UAV sẽ nguy hiểm đối với Nga hơn là đối với Ukraine bởi Kiev hoàn toàn có thể thu được dữ liệu truyền qua các thẻ SIM này. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bất đồng nội bộ về viện trợ cho Ukraine đã ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của Mỹ, nhất là khi nỗ lực tăng viện trợ cho Kiev của chính quyền ông Biden trở nên bế tắc khi vấp rào cản lớn từ phe Cộng hòa. Tổng thống Biden đã cáo buộc Đảng Cộng hòa thi gan với an ninh quốc gia của chúng ta khi ông có bài phát biểu tại Quốc hội và một lần nữa kêu gọi phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 106 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine và Israel. Ông Biden nói: "Đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẵn sàng trao cho Nga món quà lớn nhất mà các bạn có thể hy vọng và từ đó từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của chúng ta, không chỉ ở Ukraine mà còn hơn thế nữa." Đó là một thông điệp nhằm nâng cao tính cấp bách xung quanh vấn đề hỗ trợ của Mỹ vốn có thể cạn kiệt trong những tháng tới và khiến Ukraine không có vũ khí quan trọng để chiến đấu với lực lượng Nga. Bài phát biểu của Tổng thống Biden cho thấy một canh bạc lớn của chính ông. Bằng cách nhấn mạnh tính cấp bách của việc quốc hội cần thông qua gói viện trợ quân sự trên, Tổng thống Biden cũng đang nỗ lực thu hút về những trở ngại mới này, mà chỉ mới vài tháng trước không có ai có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra. Vài giờ sau lời kêu gọi trên truyền hình của Tổng thống Biden, Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thất bại trong ván cờ của chính mình khi Đảng Cộng Hòa chặn gói viện trợ khẩn cấp 66 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Cuộc đấu đá nội bộ của Mỹ có thể làm giấy lên lo ngại cho các nước châu Âu và châu Á vốn đang tìm kiếm sự lãnh đạo và hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Giới quan sát cho rằng việc gắn các yêu cầu chính trị trong nước với một ưu tiên chính sách đối ngoại cấp bách đặt ra một tiền lệ đáng lo ngại về Washington. Bài phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra chỉ một ngày sau khi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đột ngột hủy bỏ kế hoạch phát biểu trực tuyến tại Thượng viện Mỹ động thái được cho là nhằm tránh đặt mình vào một cuộc tranh cãi chính trị trong nước mỹ việc ukraine không tạo được bước đột phá mang tính quyết định trong cuộc phản công trong mùa hè đã làm giảm niềm tin và những dự đoán lạc quan của tổng thống ukraine volodymyr zelensky và các chỉ huy cấp cao của ông rằng chiến thắng nằm trong tầm tay kiev thay vào đó căng thẳng xuất hiện khi ukraine chỉ trích việc các đồng minh phương tây từ chối cung cấp cho kiev loại vũ khí cần thiết để phá vỡ sự bế tắc trên chiến trường như nhà lãnh đạo ukraine nhận xét trong một cuộc phỏng vấn gần đây Chúng tôi không có được tất cả vũ khí mà chúng tôi muốn. Tôi không thể hài lòng. Cây bút quân sự còn cao lên cho rằng việc thiếu tiến bộ quân sự cùng với sự bùng nổ xung đột giữa Israel và Hamas ở giải Gaza chắc chắn sẽ làm một số nhà lãnh đạo phương Tây thêm hoài nghi về khả năng chiếm ưu thế của Ukraine. Chẳng hạn trong chính quyền ông Biden ngày càng có thêm nhiều quan điểm rằng sẽ tốt hơn nếu gây áp lực buộc ông Zelensky phải tìm kiếm hòa bình thay vì kiên trì với một cái bài quân sự mà Kiev có rất ít cơ hội chiến thắng. Hãng thông tấn nhà nước TASS ngày 8 tháng 12 cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Putin sẽ tại vị thêm 6 năm nữa cho đến năm 2030. Trước đó, vào ngày 7 tháng 12, Thượng viện Nga đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Cũng trong hôm 7 tháng 12, Giám đốc điều hành các dự án của quỹ dư luận xã hội FOM, bà Larissa Potova công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người Nga được hỏi cho rằng đương kim tổng thống Nga Vladimir Putin nên tranh cử nhiệm kỳ mới. Trả lời câu hỏi tổng thống Putin nên làm gì vào năm 2024, 70% số người tham gia khảo sát cho rằng tổng thống cần tranh cử một nhiệm kỳ mới. 15% cho rằng nguyên thủ quốc gia hiện nay cần rời khỏi chức vụ tổng thống, song vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước ở một cương vị khác. Chỉ 8% tin rằng ông Putin nên rời bỏ chính trường và 7% vẫn chưa đưa ra quyết định. Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko gọi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước Nga mang ý nghĩa lịch sử. Bà nói, sự thành công trong phản ứng của Nga trước những thách thức chính của thời đại phụ thuộc trước hết vào cuộc bầu cử tổng thống này. Cả thế giới sẽ dõi theo chúng tôi, bởi vì Liên bang Nga ngày nay là một trong những kiến trúc sư chính của tương lai toàn cầu. Bà Matvienko cũng cho biết thêm đây sẽ là lần đầu tiên cư dân của các khu vực mới sắp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugan, Zaporizhia và Kherson sẽ tham gia bỏ phiếu. Hiện chưa rõ các ứng viên sẽ tham gia vào cuộc chạy đua này. Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Nga được tổ chức vào năm 2018. Tham gia tranh cử có các ứng cử viên từ Đảng Cộng sản CPRF, Đảng Dân chủ Tự do Nga, Liên minh Nhân dân Nga, Sáng kiến Dân sự, Người Cộng sản Nga, Yabloko và Đảng Tăng trưởng ông Putin tranh cử với tư cách là ứng cử viên tự ứng cử và nhận được hơn 76% phiếu bầu. Ông Pavel Grudinin, ứng cử viên CPRF, đứng thứ hai với hơn 11%. Ông Putin đã tranh cử với tư cách là ứng cử viên tự đề cử vào các năm 2000, 2004 và 2018. Năm 2012, ông tranh cử bằng tấm vé của Đảng nước Nga Thống Nhất, giống như người kế nhiệm ông là Dmitry Medvedev vào năm 2008. Áp nhiều thuế nhập khẩu trục xuất người nhập cư và rút Mỹ khỏi các cuộc xung đột có thể là chính sách của ông Trump nếu đắc cử năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đang giữ lợi thế trong kịch bản tái đấu với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024. Đây được coi là động lực để ông Trump vạch ra những chính sách nhiều tham vọng cho nhiệm kỳ tiếp theo của mình nếu ông thắng cử. Ý tưởng mà ông Trump đề cập thường xuyên nhất gần đây là thanh lọc bộ máy chính quyền vốn bị ông gọi là nhà nước ngầm một vấn đề khác được Trump chú ý nhiều là chính sách thương mại của Mỹ. Ngoài ra, cựu Tổng thống Trump cũng chỉ trích ngân sách ngoại giao của ông Biden, nói rằng Hamas sẽ không bao giờ tấn công Israel và Nga sẽ không đưa quân vào Ukraine nếu ông còn nắm quyền. Ông cho rằng thế giới hiện bất ổn hơn so với khi mình còn nắm quyền. Ông Trump tuyên bố có thể mang lại hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ. Ông nói ông biết tất cả những người chơi trên thế giới nên có thể ngăn thế chiến 3 Kịch bản ông Trump tái đắc cử chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi về tương lai viện trợ kinh tế và an ninh với các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ cũng như tương lai của NATO. Gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông tái tranh cử Tổng thống năm 2024, một phần vì cựu Tổng thống Donald Trump cũng tái tranh cử. Phát biểu tại buổi gây quỹ tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Tổng thống Biden tuyên bố ông quyết định tái tranh cử để ngăn ông Trump giành lại Nhà Trắng. Ông nêu rõ, nếu ông Trump không tranh cử, chưa chắc tôi đã tranh cử, đồng thời nhấn mạnh không thể để ông Trump thắng. Thời gian qua, bản thân đảng Dân Chủ của ông Biden cho rằng ông nên nhường thế hệ trẻ hơn lên lãnh đạo. Tuy nhiên, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng vẫn quyết định tái tranh cử. Nhiều người cho rằng ông quyết định như vậy, một phần do ông Trump cũng tuyên bố tranh cử và một phần do bản thân Tổng thống Biden tin rằng ông là người duy nhất thắng được ông Trump, nhân vật đang dẫn đầu những ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Biden đã dự 3 buổi gây quỹ ở Boston trong số 7 buổi gây quỹ tổ chức cho đến ngày 11 tháng 12 và thêm một số buổi nữa trong tháng này để chuẩn bị cho cuộc đua đầy tốn kém vào Nhà Trắng. Hãng AFP ngày 8 tháng 12 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại tòa New York trong vụ án dân sự cáo buộc về gian lận trong kinh doanh và một lần nữa chỉ trích việc xét xử là bất công. Cụ thể ông Trump và hai người con trai lớn bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản các bất động sản để hưởng lợi trong việc vay tiền và mua bảo hiểm. Trong phiên tòa trước đó một ngày, Ông gọi thẩm phán Arthur Engoron xét xử vụ việc là điên rồ và vô tâm, còn tổng trưởng lý Letitia James tại bang New York là phân biệt chủng tộc. Bà James là người khởi kiện trong vụ việc. Vào giờ giải lao, ông Trump ngắm bức tranh vẽ cảnh ông ra tòa, chỉ vào cổ mình và nói rằng, "Dường như tôi cần giảm cân một ít." Bức tranh được các hãng truyền thông thuê họa sĩ vẽ lại cảnh bên trong do phiên tòa cấm chụp ảnh. Ngoài vụ án dân sự tại New York, Cựu tổng thống dự kiến ra tòa vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 tại Washington DC về cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trước đó, Tanya Chutkin, thẩm phán tại tòa sơ thẩm quận Columbia DC, phụ trách hồ sơ điều tra hình sự về nỗ lực phủ nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2020 của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông Trump không được miễn truy tố hình sự trên cương vị cựu tổng thống. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với cáo buộc về tội hình sự. Và bà Chutkin cũng theo đó mà trở thành thẩm phán liên bang đầu tiên phải đặt câu hỏi về quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự của các cựu tổng thống. Trong các phát ngôn cho đến nay, ông Trump lập luận rằng ông không thể bị truy tố hình sự do đã được trắng án trong phiên luận tội tại Thượng viện Mỹ và do ông hiển nhiên có quyền miễn trừ về hình sự tương tự như quyền miễn trừ mà vị cựu tổng thống này được hưởng trong các vụ kiện dân sự theo hiến pháp. Trước khi tòa sơ thẩm ra phán quyết, Lập luận nói trên của phe ông Trump được coi là rào cản chính đối với việc tổ chức phiên tòa xét xử ông Trump dự kiến vào tháng 3 năm 2024 về cáo buộc đảo ngược kết quả bầu cử. Ngoài ra, tòa phúc thẩm Washington DC ra phán quyết về việc cựu Tổng thống Trump có thể bị cảnh sát thủ đô kiện ra tòa vì những thương tích mà họ phải chịu trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại đồi Capitol. Tòa phúc thẩm Washington DC kết luận rằng ông Trump vẫn có thể được miễn trừ xét xử đối với một vụ kiện dân sự có liên quan đến công việc chính thức của ông khi còn là Tổng thống. Tuy nhiên, tránh án tòa phúc thẩm Sri Srinivasan cho biết các thẩm phán của tòa đều nhất trí rằng nỗ lực của ông Trump nhằm tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2020 không nằm trong phạm vi công việc chính thức của một Tổng thống Mỹ. Khi xem xét các vụ kiện dân sự liên quan đến ông Trump, một cơ sở quan trọng mà tòa phúc thẩm Washington DC phải tính đến chính là kết luận 40 năm trước của tòa án tối cao Mỹ rằng các tổng thống Mỹ không thể bị kiện, ngay cả vì những hành động có mối liên quan rất hạn chế với nhiệm vụ chính thức của họ. Các công tố viên của tòa phúc thẩm đã phải giải đáp câu hỏi liệu những hành vi của ông Trump sau cuộc tổng tuyển cử 2020 thực sự có mối liên hệ hạn chế nào với công việc của tổng thống hay không? Cụ thể, phán quyết của tòa khẳng định, chúng tôi kết luận là không, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay của quá trình điều tra. Khi một tổng thống đương nhiệm đứng ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, chiến dịch tái tranh cử của vị tổng thống đó không thuộc phạm vi công việc chính thức của một tổng thống. Như vậy, cựu tổng thống Trump sẽ không được miễn trừ trách nhiệm cả hình sự và dân sự liên quan đến những hành vi của ông nhằm giữ ghế tổng thống sau cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm 2020. Phán quyết của các tòa sơ thẩm và phúc thẩm Washington DC đã mở đường cho cuộc chiến pháp lý xoay quanh vấn đề quyền lực tổng thống, một cuộc chiến có thể phải đưa lên tận toán tối cao Mỹ. Nhiều khả năng hai phán quyết nói trên sẽ bị đội ngũ chuyên gia pháp lý của ông Trump kháng cáo ngay lập tức. Thưa quý vị, theo tuyên bố của nhà phân tích quân sự Ba Lan Konrad musica cả Liên bang Nga và Ukraine có thể tiến hành một chiến dịch tấn công lớn vào thời gian còn lại của mùa đông năm nay. Nhưng có lẽ, quân đội Nga cảm thấy tự tin hơn và có khả năng thực hiện được điều này cao hơn so với Ukraine. Chuyên gia Muzika nói trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Fosan của Ba Lan rằng, quân đội Nga đã giành được thế chủ động từ lực lượng vũ trang Ukraine trong hầu hết các lĩnh vực của chiến dịch quân sự đặc biệt và có thể mở một số chiến dịch tấn công lớn trong 2 đến 3 tháng tới. Theo chuyên gia Ba Lan, Kiev đang ở trong tình trạng ngược lại. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất, nhưng đây lại là điều có thể thôi thúc họ thực hiện một chiến dịch tấn công nhằm tìm kiếm một tia hy vọng trong bức tranh u tối. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Nga có khả năng có đủ sự đảm bảo hậu cần, kỹ thuật từ phía sau và thực sự sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn theo hầu hết mọi hướng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trong vài tháng tới và dành tặng Ukraine những bất ngờ mùa đông. Nói một cách nhẹ nhàng, thì lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay chỉ lo phòng thủ cũng khó khăn, đừng nói đến việc tạo ra những bất ngờ cho quân Nga trong mùa đông năm nay. Bằng cách mở các cuộc tấn công lớn tiếp theo chiến dịch phản công ở Zaporozhia, trong khi đó, theo trang SF Thông tin, quân đội Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong đợt tấn công mới nhất này, một số mục tiêu ở vùng Zitomi đã bị tấn công. Một trong số đó là kho đạn lớn chứa đạn NATO cung cấp cho Ukraine ở gần Bedychev. Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay quân sự ở Starokonstantinov thuộc vùng Khmernitsky. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai máy bay F-16 mà Ukraine dự định thực hiện. Kể từ tối hôm qua 5 tháng 12, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Odessa và một trong những mục tiêu được cho là sân bay Sukhoi. Bên cạnh đó, nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng đã xảy ra ở gần Kropinitsky. Các đơn vị của Ukraine cũng bị tấn công gần Kharkiv trong quá trình luân chuyển tới vùng Kupiansk. Trong khi đó, lực lượng Nga không ngừng tiến công ở mặt trận. Ở sườn phía bắc của Bakhmut, bắc họ cắt một con đường quan trọng và bắt đầu bao vây Popdanovka, trong 24 giờ qua, quân Nga cũng đã cải thiện vị trí của mình ở sườn phía nam. Tại vùng ngoại ô phía tây nam của Bắc Mút, quân Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát con đường tới Ivanovko. Đại tá về hưu Nga cho rằng tên lửa S-400 khi kết hợp với mắt thần A-50U có thể đánh chặn tiếp kích F-16 Ukraine ngay khi rời đường băng. Đại tá về hưu Viktor Baranets, hiện là nhà phân tích quân sự Nga, ngày 7 tháng 12 nói với Sputnik Radio tên lửa 40N6 đã chứng tỏ được hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Lực lượng Nga từng phá hủy hơn 20 chiến đấu cơ đối phương chỉ trong một tuần nhờ sử dụng kết hợp hệ thống phòng không S-400 và máy bay cảnh báo sớm A-50U. Điều này đã khiến người Mỹ bị sốc. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trước đó cho biết lực lượng Nga hồi tháng 10 tiếp nhận một hệ thống phòng không mới và tổ hợp này đã bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày. Ông Shoigu không tiết lộ tên của hệ thống phòng không, song giới phân tích nhận định tổ hợp Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhắc đến là máy bay A-50 kết hợp với tên lửa S-400. Theo ông Baranets, tên lửa 40N-6 trang bị cho hệ thống S-400 là loại tầm siêu xa có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn hầu hết các tên lửa khác trên thế giới, bao gồm cả các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn thẳng. Đại tá này cho rằng tên lửa 40N-6 có thể tiêu diệt máy bay đối phương gần như ngay khi nó vừa cất cánh rời đường băng, trong đó có tiêm kích M-16 mà phương Tây sắp chuyển giao cho Ukraine. Chuyên gia này nhấn mạnh, quân đội Nga đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với chiến đấu cơ F-16 Ukraine sắp tiếp nhận. Ông Viktor Litovkin, đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu và nhà phân tích quân sự cũng cho hay 40N6 là sự phát triển tiếp theo của các tên lửa dành cho S-400. Không giống như các hệ thống cũ, S-400 cho phép nạp nhiều tên lửa khác nhau vào một bệ phóng duy nhất mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn loại tên lửa dựa trên đặc điểm mục tiêu. Ông Konstantin Shipkov, thành viên của Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, Lưu ý rằng đặc điểm nổi bật của tên lửa 40N6 là đầu dẫn chủ động có thể theo dõi các mục tiêu ở khoảng cách xa. Ông Sipkov nói, tên lửa này có tầm bắn xa, nó bắn hạ tất cả các mục tiêu trên không. Đối với F-16, nó là mục tiêu điển hình của bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không nào. 40N6 là tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế để bắn hạ các máy bay tác chiến điện tử, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa 40N6 cho hệ thống phòng không S-400 Triumph từ đầu năm 2018. Theo truyền thông phương Tây, phi công Ukraine đang chạy đua với thời gian để hoàn thành khóa huấn luyện tiêm kích F-16 trong bối cảnh một số nước chuẩn bị chuyển giao cho Kiev chiến đấu cơ này. Moonfish là biệt danh của một phi công Ukraine đang tham gia chương trình huấn luyện lái máy bay đa năng của Mỹ. Anh chia sẻ với CNN qua Zoom từ một địa điểm không được tiết lộ, nơi anh đang trong tháng huấn luyện thứ hai. Moonfish nói, M16 là một con dao thụy sĩ Đó là một loại vũ khí rất tốt Có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào M16 có thể yểm trợ trên không cho binh sĩ Tấn công các mục tiêu mặt đất Tiêu diệt máy bay địch và đánh chặn tên lửa Hồi tháng 8 Sau nhiều tháng kép vận động hành lang Mỹ đã cam kết phê duyệt việc chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư cho Ukraine. Tuy nhiên, Kiev dự kiến sẽ không nhận được máy bay cho đến đầu năm 2024 và các phi công cũng như nhân viên mặt đất cần phải gấp rút hoàn thành khóa đào tạo chính thức để vận hành máy bay. Trước đó, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 sau khi phi công hoàn thành chương trình huấn luyện. Bên cạnh máy bay chiến đấu F-16, Ukraine muốn có được tên lửa Taurus từ Đức, nhưng cho đến nay, Berlin vẫn từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa này cho Kiev. Theo một số chuyên gia quân sự, để nâng cao khả năng chiến đấu của F-16, Ukraine đang tìm cách kết hợp tên lửa với máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, việc tích hợp tên lửa Taurus vào máy bay của Ukraine và quá trình huấn luyện liên quan có thể cần tối thiểu 6 tháng. Theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 12, quân đội Ukraine khẳng định phía Nga đang tiến hành một loạt cuộc không kích và tấn công trên bộ quy mô nhỏ nhằm áp sát thành phố chiến lược Adipka. Người phát ngôn quân đội Kiev Oleksandr Stupul cho biết, trong ngày thứ hai liên tiếp, lực lượng chiếm đóng đã tấn công bằng máy bay không người lái, drone, cảm tử và máy bay chiến đấu. Số cuộc giao tranh đã tăng lên đáng kể, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chỉ trong ngày 7 tháng 12, các lực lượng Kyiv đã đẩy lùi tổng cộng 49 đợt tấn công vào thành phố Adipka và các ngôi làng lân cận. Trang tin Espresso TV khẳng định các cuộc tấn công trên nằm trong chiến thuật mới đang được phía Nga áp dụng. Theo đó, những nhóm tối đa 5 binh sĩ cùng xe thiết giáp và máy bay yểm hộ sẽ áp sát và tấn công dữ dội vào hai bên sườn các cứ điểm của quân Kyiv. Trong hai tháng qua, Nga đã dồn dập tấn công các vị trí kiên cố của Ukraine xung quanh Adipka, cách Donetsk, thành phố lớn nhất do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine vài km về phía bắc. Kể từ đầu tháng 10 năm 2023, các lực lượng Nga đã tiến được hơn 1 km. Nhưng các quan chức Anh cho rằng Moscow đã phải chịu tổn thất lớn. Hiện Nga đang dồn sức bao vây thị trấn Adipka từ nhiều hướng. Phát biểu với đài truyền hình Espresso, Ông Vitaly Barabak, người đứng đầu chính quyền quân sự Adipka do Ukraine bổ nhiệm nói rằng, tình hình tại thị trấn ngày càng trở nên khó khăn hơn, cường độ các cuộc đụng độ đã gia tăng trong suốt thời gian dài, đối phương đang cố gắng tấn công từ mọi hướng. Theo ông Vitaly Barabak, các trận đánh chủ yếu tập trung tại những khu công nghiệp trong thị trấn. Còn người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Oleksandr Stupun cho biết, Nga đang tấn công Adipka từ 6 hướng. Các trận đánh chủ yếu diễn ra gần nhà máy than cốc Adipka ở phía đông bắc Adipka và khu công nghiệp phía đông nam thị trấn. Giao tranh ác liệt đã biến trung tâm khai thác than cũ thành đống đổ nát và không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Một số báo cáo lưu ý, bộ binh Nga được sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và các cuộc không kích đã đẩy lùi Ukraine ra khỏi gần 90% diện tích khu công nghiệp ở phía đông nam thị trấn. Còn tại khu công nghiệp phía bắc xung quanh nhà máy hóa chất và than cốc Adipka Nga tiếp tục đe dọa cắt đứt nguồn cung cấp huyết mạch vốn rất eo hẹp cho các lực lượng Ukraine trong khu vực. Các blogger của Nga cho biết, quân đội nước này đã chiếm được toàn bộ nhà máy than cốc và một phần của tuyến đường sắt liên kề, gần như phá vỡ sự kiểm soát của Ukraine ở gần làng Stepove, xa hơn về phía tây bắc. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine khẳng định tình hình rất khó khăn nhưng họ vẫn giữ vững được nhà máy. Nếu Nga củng cố được lợi thế thì các bước tiến của Moscow sẽ khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong các chiến hào ở khắp trung tâm Adipka, dưới đáy của vùng địa hình có dạng phễu, rộng chưa đầy 15 km và đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Nhưng các cơn bão mùa đông khắc nghiệt đang quét qua Ukraine có thể kìm hãm đà tấn công của Nga. Ukraine đã thiết lập được tuyến phòng thủ kiên cố tại Adipka sau gần một thập kỷ giao tranh đầu tiên là trong cuộc xung đột tại Donbass, bắt đầu vào năm 2014, tiếp đến là cuộc xung đột với Nga từ tháng 2 năm 2022. Nếu để mất Adipka thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ vào tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Chưa kể, Adipka còn có một nhà máy công nghiệp quy mô lớn, nơi sản xuất than cốc và là một thành phần thiết yếu trong quy trình sản xuất thép. Thép là kim loại quan trọng cho việc chế tạo vũ khí và năng lực sản xuất vũ khí của cả Nga lẫn Ukraine, có thể quyết định quỹ đạo tương lai của cuộc xung đột. Vẫn chưa rõ giao tranh sẽ kéo dài bao lâu, Ukraine vẫn đang chống trả quyết liệt, còn Nga ngày càng thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn và thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát Adipka bằng mọi giá. Việc chiếm được Adipka cũng sẽ mở đường cho người Nga tiến tới Pokrovsky, một thành phố lớn hơn. Các nguồn tin của Nga và Ukraine đều cho biết quân đội Ukraine ở trong thành trì Adipka vẫn nhận được hàng tiếp tế nhưng việc Nga kiểm soát khu công nghiệp của thành phố sẽ khiến nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững phòng tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ông Vitaly Barabak cho biết, các trận đánh trên bộ vẫn đang diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có gió lớn và tuyết rơi dày. Đối phương đang sử dụng bom hạ nặng và điều máy bay chiến đấu không kích. Nhà máy than cốc gần như bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, việc giữ vững tuyến phòng thủ không hề dễ dàng. Bất kể ngày hay đêm đều không có sự im lặng trên chiến tuyến có rất nhiều pháo binh và tên lửa dội xuống. Đối phương gần như dịch chuyển 24 giờ. RT đưa tin hôm 7 tháng 12, tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Germanov nhận định Moscow đang đối mặt với mối đe dọa an ninh leo thang ở Bắc Cực. Mối đe dọa này đặc biệt liên quan đến sự hiện diện nước ngoài gia tăng ở khu vực sau khi Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 4. Đô đốc Nga nói về tình hình Bắc Cực Moscow đang chứng kiến những xu hướng tiêu cực trong lĩnh vực an ninh khu vực. Ông gọi việc Phần Lan gia nhập NATO và khả năng Thụy Điển sớm được kết nạp là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến những phát triển tiêu cực như trên. Năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Nga là thách thức chiến lược đối với khối đồng minh ở Bắc Cực, kêu gọi các quốc gia thành viên mở rộng sự hiện diện quân sự tại nơi này. Theo tư lệnh Germanov, tập thể phương Tây đang đẩy mạnh những nỗ lực nhằm cản trở hoạt động kinh tế của Nga ở Bắc Cực. Thêm rằng, Na Uy đặc biệt có mưu muốn đẩy Nga ra khỏi quần đảo Spitsbergen, còn có tên là quần đảo Svalbard. Dù thuộc Na Uy, quần đảo Spitsbergen, giáp bắc băng dương vẫn có sự hiện diện của Nga là công ty khai thác mỏ Atikugon và cộng đồng mỏ Berensburg. Từ trước đến nay, Nga tiếp tục hưởng quyền bình đẳng trong khía cạnh tiếp cận những hoạt động thương mại ở quần đảo bên cạnh 13 nước khác theo khuôn khổ Hiệp ước Svalbard năm 1920. Hồi tháng 9, Nga cho rằng sự mở rộng quân sự của NATO ở Bắc Cực đang làm sói mòn an ninh khu vực và cảnh báo sẽ có phương án đáp trả. Vài năm qua, các quan chức an ninh và tình báo của châu Âu và Mỹ đã theo dõi mọi diễn biến ở vòng Bắc Cực mới nhận thức rõ ràng rằng băng ở hai cực tan chảy sẽ mở ra các tuyến đường thương mại mới, thúc đẩy cuộc đua giành tài nguyên thiên nhiên ở đây và định hình lại an ninh toàn cầu. Xung đột ở Ukraine và tình hình lao dốc trong quan hệ giữa phương Tây với Moscow đã làm gia tăng tầm quan trọng trong địa chiến lược của Bắc Cực và biến khu vực biên giới băng giá giữa Nga và Na Uy trở thành điểm nóng. Hồi đầu năm, một tàu sân bay Mỹ đã ghé thăm cảng Na Uy lần đầu tiên sau 65 năm trước khi tham gia tập trận với các đồng minh NATO. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Antony Blinken thăm khu vực và thông báo rằng Mỹ sẽ mở lại một cơ quan ngoại giao ở Tromsø, thành phố ven biển ở Bắc Cực của Na Uy. Hội đồng Bắc Cực, một tổ chức liên chính phủ thúc đẩy hợp tác đang bị xáo trộn vì 7 thành viên từ chối làm việc ở cấp độ chính trị với thành viên thứ 8 là Nga, làm gián đoạn hợp tác trong các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu. Trước động thái trên, giới chức Nga tuyên bố nước này sẽ đáp trả việc NATO tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực bằng một loạt biện pháp thích hợp, kể cả các biện pháp phòng ngừa. Sputnik dẫn lời Nikolai Kotchunop, quan chức phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Chiến lược tăng cường năng lực quân sự của NATO trong khu vực, bao gồm việc Phần Lan gia nhập liên minh và mối liên hệ đang tăng lên với Thụy Điển, nhấn mạnh sự phổ biến của các chiến thuật gây hấn của NATO nhằm bảo vệ an ninh của chính họ ở các vĩ độ phía bắc, ngay cả khi phải trả giá bằng an ninh của các quốc gia khác." Ông Kochunov cáo buộc căng thẳng quân sự và chính trị ở Bắc Cực leo thang vì Mỹ và các đồng minh đã thực hiện cách tiếp cận thiếu tính xây dựng. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tin cậy lẫn nhau ở vùng cực nhằm duy trì sự ổn định, hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng. Ông Kochunov cảnh báo Moscow sẽ đáp trả các thách thức và mối đe dọa bằng những biện pháp phù hợp với chính sách đối ngoại do Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra. Thưa quý vị, theo bình luận của trang Reporter của Nga, Tờ báo Mỹ The Washington Post mới đây đã có bài báo cho biết rằng, dù phương Tây đã đáp ứng yêu cầu về 9 lữ đoàn huấn luyện kiểu NATO và 1.000 xe bọc thép, nhưng quân đội Ukraine vẫn thất bại ở Zaporizhia. Theo bình luận của trang reporter của Nga, tờ báo Mỹ The Washington Post mới đây đã có bài báo cho biết rằng, ngay cả việc cùng các chiến lược gia NATO xây dựng sơ bộ các kịch bản cũng không giúp ích được gì cho Kiev. Cuộc phản công mùa hè của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại và Ukraine rơi vào thế bế tắc ở các mặt trận. Cụ thể, phương Tây đã đáp ứng yêu cầu về 9 lữ đoàn huấn luyện kiểu NATO và 1.000 xe bọc thép, nhưng quân đội Ukraine vẫn thất bại ở Zaporizhia. Rõ ràng, trước khi bắt đầu cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, đã có tới 8 cuộc tham vấn đã được tổ chức giữa các tướng lĩnh của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác cùng các đồng nghiệp Ukraine. Trong quá trình thực hiện các hành động, một kế hoạch tác chiến thống nhất cũng đã được vạch ra, một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Zaporizhia, xuyên thủng các phòng tuyến và giành lại quyền tiếp cận biển Azov. Tuy nhiên, có sự mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh lầu năm góc với những đồng nghiệp Bộ Quốc phòng Ukraine về thời điểm triển khai cuộc phản công. Theo đó, cuộc phản công lẽ ra đã có kết cục khác đi nếu nó được tổ chức sớm hơn vào mùa xuân, chứ không phải mùa hè. Một vấn đề bất đồng khác là các tướng lĩnh lầu năm góc đề xuất lực lượng vũ trang Ukraine nên tập trung toàn lực cho một mũi tấn công ở Zaporizhia. Tuy nhiên, tướng Zaluzny đã chọn chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ thay vì tấn công mạnh mẽ vào một khu vực do tướng Mỹ đề xuất nhằm giảm thiểu tổn thất. Với chiến thuật sai lầm như vậy nên các mũi tấn công yếu ớt cấp tiểu đoàn, đại đội của Ukraine đã nhanh chóng bị lực lượng phòng thủ của Nga bẻ gãy. Kết quả là chiến dịch phản công ở Zaporizhia coi như đã thất bại. Còn mặt trận Donetsk thì đang thực sự nguy ngập khi các thành phố lớn như Marinka đã mất, còn Adipka trước sau cũng không thể giữ được. Trong khi lực lượng Nga cũng đang chuẩn bị tiến đánh Chasipya Donetsk, Kupian Kavit. The Washington Post đã tuyên bố rằng phương Tây không có lỗi cho những gì đã xảy ra. Chính người Ukraine phải chịu trách nhiệm vì họ đã không nghe lời khuyên của các tướng lĩnh các nước NATO, chỉ tấn công theo một hướng và mở cuộc tấn công sớm hơn. Liên quan đến vấn đề viện trợ, các nhà lập pháp Mỹ vẫn tiếp tục tranh cãi về gói ngân sách bổ sung trị giá 106 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Biden đề xuất hồi tháng 10, bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel cũng như tài trợ cho an ninh biên giới Mỹ-Mexico. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của Ukraine nếu Quốc hội Mỹ không thông qua kế hoạch ngân sách mới nhất để hỗ trợ Kiev theo đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bà Yellen nói rằng, tôi nghĩ họ, các nhà lập pháp Mỹ hiểu điều này, rằng đây là một tình huống nghiêm trọng và chính chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm về thất bại của Ukraine nếu chúng ta không tìm cách cung cấp khoản tài trợ cần thiết đó cho Ukraine. Đơn giản là Ukraine sắp cạn tiền. Trước đó, ông Andriy Yermak, Tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói việc Mỹ trì hoãn viện trợ sẽ tạo ra rủi ro lớn là Ukraine thua trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky sau đó đã hủy bỏ kế hoạch phát biểu kêu gọi viện trợ trước Quốc hội Mỹ cùng ngày. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác xoay quanh diễn biến xung đột Hamas Israel. Theo hãng tin Reuters, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định vừa ngăn chặn thành công nỗ lực giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm Israel vào rạng sáng ngày 8 tháng 12. Hamas khẳng định giao tranh giữa lực lượng này và nhóm đặc nhiệm Israel đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin đã khiến một mục tiêu giải cứu thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định vừa ngăn chặn thành công nỗ lực giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm Israel vào rạng sáng ngày 8 tháng 12 lữ đoàn al tuyên bố các thành viên lữ đoàn phát hiện một toán đặc nhiệm israel cố gắng giải cứu một tù nhân và giao tranh với đơn vị này một số binh sĩ đối phương thiệt mạng và bị thương song không công bố con số cụ thể và địa điểm xảy ra trận đụng độ giao tranh nổ ra dẫn đến thương vong nhiều binh sĩ bên phía israel song phía hamas không nêu con số cụ thể theo hamas trong số thiệt mạng có sa 25 tuổi một trong những binh sĩ Israel bị Hamas bắt giữ và là mục tiêu giải cứu của nhiệm vụ trên. Trong danh sách con tin đang bị Hamas bắt giữ được Israel công bố, có một sinh viên 24 tuổi tên là Saha Baruch. Tel khẳng định người này bị bắt cóc tại nhà riêng trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas. Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên của chính phủ Israel Elon Levi tuyên bố giới chức nước này sẽ không bình luận về đòn tâm lý chiến của Hamas ông Daniel Hagari người phát ngôn lực lượng phòng vệ idf sau đó cho biết quân đội israel đã đột kích vào một địa điểm của Hamas hạ các thành viên của nhóm tham gia bắt cóc và giam các con tin Ông Hagari thừa nhận chiến dịch giải cứu thất bại. Hai binh sĩ Israel bị thương nặng. Giới chức Israel cho rằng Hamas còn giữ hơn 130 con tin ở giải Gaza sau đợt trao đổi hồi cuối tháng 11. Israel ngày 11 tháng 12 tuyên bố nối lại giao tranh tại khu vực và cáo buộc Hamas không tuân thủ nghĩa vụ là trả tự do cho toàn bộ con tin nữ. Ngày thứ 63 trong chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, hôm mùng 8 tháng 12, quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào các khu đô thị lớn. Ở cả phía nam và phía bắc giải Gaza. Tại khu vực bắc Gaza, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh, lực lượng bộ binh Israel với hàng chục xe tăng, thiết giáp và máy ủi liên tiếp mở các cuộc tấn công vào thành phố Gaza và trại tị nạn Jabalia. Với cùng chiến thuật, quân đội Israel tổ chức hàng loạt cuộc tấn công vào hai thành phố lớn nhất phía nam giải Gaza là Khan Yunis và Rafah. Theo truyền thông Palestine, phần lớn các mục tiêu cuộc tấn công và bắn phá của quân đội Israel là địa điểm dân sự bao gồm cả trường học và bệnh viện, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, lữ đoàn cảm tử al Sam của phong trào Hamas cho biết các tay súng của nhóm này đã tấn công và phá hủy hoặc làm hư hại 21 phương tiện chiến đấu hạng nặng của quân đội Israel tại Gaza trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, nhóm vũ trang này tuyên bố đã đánh bại một cuộc đột kích nhằm giải cứu con tin của quân đội Israel và gây thương vong lớn cho lực lượng thù địch. Con tin là một binh sĩ 25 tuổi người Israel đã thiệt mạng trong cuộc đột kích này. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã đạt thêm nhiều bước tiến mới trong các cuộc tấn công kết hợp cả không quân, pháo binh và bộ binh vào giải Gaza. Theo đó, trong 48 giờ qua, không quân Israel đã tấn công và phá hủy tổng cộng 450 mục tiêu của Hamas ở Gaza, bao gồm các cơ sở quân sự, gác canh và địa điểm tập kết vũ khí. Lực lượng hải quân cũng tiến hành nhiều cuộc pháo kích nhằm vào các mục tiêu ven biển của Hamas IDF cũng xác nhận việc thành phố Tel Aviv và một số khu đô thị khác tại khu vực miền nam Israel tiếp tục bị tập kích tên lửa từ giải Gaza trong ngày mùng 8 tháng 12. Tuy nhiên, tương tự như hầu hết các đợt tập kích tên lửa trước đó, đợt bắn tên lửa vào Israel hôm qua đã bị hệ thống phòng không vòm sắt của nước này đánh chặn nên không gây ra bất kỳ thương vong nào. Ngày mùng 8 tháng 12, Mỹ đã phủ quyết yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở giải Gaza đẩy Mỹ vào thế cô lập về mặt ngoại giao khi nước này bảo vệ đồng minh Israel. Ngoài Mỹ phủ quyết, Anh bỏ phiếu trắng, 13 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Ả Rập Xê Út đệ trình. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có động thái hiếm có hôm 6 tháng 12 khi chính thức cảnh báo Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên về mối đe dọa toàn cầu từ cuộc chiến Gaza, vốn đã kéo dài hơn 2 tháng. Để một nghị quyết về ngừng bắn tại Gaza được thông qua, cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Tuy nhiên, trước khi dự thảo yêu cầu ngừng bắn nhân đạo do các nước Ả Rập và hồi giáo soạn thảo được đem ra bỏ phiếu, thì Mỹ đã yêu cầu sửa đổi phần lớn nội dung của bản thảo này, song đã không được đáp ứng toàn bộ. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ về cơ hội để dự thảo nghị quyết được thông qua. Hơn nữa, Mỹ cũng tuyên bố nước này không ủng hộ bất kỳ hành động nào nữa của Hội đồng Bảo an về Gaza vào thời điểm hiện tại. Dẫu vậy, trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 12, Tổng thư ký Guterres đã viện dẫn điều 99 của Hiến trương Liên Hợp Quốc cho phép ông lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bất kỳ vấn đề nào mà ông cho là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Palestine và nhóm các quốc gia Ả Rập, Hồi giáo tại Liên Hợp Quốc hy vọng thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ khuyến khích Mỹ hành động thay vì sử dụng quyền phủ quyết đối với dự thảo lần này. Hiện một dự thảo nghị quyết khác do Ai Cập soạn thảo về tình hình ở Gaza vẫn đang trong quá trình thương thảo. Với việc Mỹ và Israel đều giữ quan điểm cho rằng ngừng bắn chỉ khiến Hamas hưởng lợi và chỉ ủng hộ những khoảng dừng nhân đạo tạm thời để trao đổi con tin thì một nghị quyết quốc tế được thông qua cũng khó làm Israel ngừng hành động. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho biết, "Chúng tôi chưa tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận khác về việc tạm dừng nhân đạo và tôi cũng không có tin tức nào để công bố hôm nay về việc trao trả các con tin của chúng tôi hoặc của nhiều quốc gia khác đang bị bắt về Gaza." chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các con tin đang bị giam giữ. Hiện các cuộc giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas tập trung ở thành phố lớn thứ hai Gaza là Khan Yunis. Theo cơ quan y tế Palestine, chỉ trong ngày hôm qua, các cuộc tấn công mới nhất của Israel đã khiến hơn 350 người chết và khoảng 1.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua thừa nhận vẫn còn một khoảng cách giữa ý định bảo vệ thường dân và hiệu quả thực tế trong các chiến dịch của Israel. Tuy nhiên, theo trợ lý an ninh quốc gia Nhà Trắng John Finner, Mỹ đến nay chỉ kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho dân thường trong các chiến dịch tấn công và chưa đặt ra hạn chót cụ thể nào để Israel chấm dứt chiến dịch chống Hamas ở Gaza. Vì theo Washington, nếu xung đột chấm dứt vào lúc này, Hamas sẽ tiếp tục đặt ra mối đe dọa. Một thông tin tích cực hiếm có về tình hình Gaza là Israel đã đồng ý sớm mở lại cửa khẩu Karem Salum của nước này nối với Gaza để cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo theo Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths. Điều này sẽ thúc đẩy các hoạt động nhân đạo nhằm tìm cách tiếp cận nhiều hơn với vùng đất đông dân của người Palestine, những nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột kéo dài 2 tháng. Bên cạnh đó, nguồn tin an ninh Palestine cho biết máy bay chiến đấu của Israel ngày 8 tháng 12 đã phá hủy thánh đường Hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở Gaza. Các nguồn tin nêu rõ, thánh đường Hồi giáo lớn Al-Omari, thánh đường Hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở giải Gaza đã bị phá hủy trên diện rộng trong các cuộc tấn công của Israel. Thánh đường Hồi giáo Omari được xây dựng cách đây hơn 1.400 năm với diện tích khoảng 4.100 m2. Phần tháp của công trình này đã bị phá hủy trong cuộc pháo kích của Israel cách đây 3 tuần. Phong trào Hồi giáo Hamas đã lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào một di tích lịch sử quan trọng và là một địa danh tôn giáo ở Gaza. Hamas lưu ý cho đến nay, quân đội Israel đã phá hủy 104 thánh đường Hồi giáo trên khắp giải Gaza hôm thứ Sáu, Mỹ đã bỏ phiếu phản đối một nghị quyết được đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó yêu cầu ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas. 13 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đưa ra tại New York. Anh bỏ phiếu trắng, khiến Washington bị cô lập về mặt ngoại giao trong việc ngăn chặn nghị quyết này. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho biết, ông tin rằng một ngày nào đó, những người không thể nhìn thấy thực tế sẽ phản ứng trước áp lực to lớn của nhân loại. Từ nơi này đến nơi khác trên thế giới, với hàng tỷ người yêu cầu ngừng bắn, thủ tướng Palestine Mohammad Tayez cũng chỉ trích sự phủ quyết của Mỹ. Ông cho biết, việc Mỹ sử dụng quyền phủ quyết đã cho thấy sự không trung thực khi họ liên tục tuyên bố quan tâm đến mạng sống của dân thường. Trong khi đó, ngoại trưởng Israel Eli Cohen trong bài đăng trên mạng xã hội đã gửi lời cảm ơn tới Mỹ sau khi nước này sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Cohen cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ của họ để tiếp tục cuộc chiến đưa các con tin về nhà và loại bỏ Hamas. Ngoại trưởng Israel cũng cáo buộc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đứng về phía Hamas, cho rằng việc ông viện dẫn điều 99 trong hiến trương là một ví dụ về lập trường thiếu công bằng của ông đối với Israel. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu diễn ra sau khi Tổng thống thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viện dẫn điều 99, một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến trương Liên Hợp Quốc để cảnh báo Hội đồng Bảo an về một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ở Gaza. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood gọi dự thảo nghị quyết ngày 8 tháng 12 là một văn bản vội vàng, thiếu cân bằng, đã xa rời thực tế và sẽ không thể thực hiện theo bất kỳ cách cụ thể nào. Ông Wood giải thích về quyết định của Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas. Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa bình lâu dài cho cả Israel và Palestine nhưng chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn không bền vững của dự thảo này vì nó sẽ chỉ gieo mầm mống cho cuộc chiến tiếp theo. Dmitry Polyansky, phó trưởng đoàn đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, nói Các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi thật sự đưa ra trước mắt chúng tôi bản án tử đối với hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn thường dân Palestine. Reuters ngày 9 tháng 12 đưa tin, Chính quyền tổng thống Joe Biden đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt việc bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel để sử dụng trong cuộc tấn công chống lại Hamas ở Gaza. Thương vụ trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ này không nằm trong đề xuất bổ sung ngân sách an ninh quốc gia 110,5 tỷ đô la Mỹ trước đó của ông Biden với các khoản viện trợ cho Ukraine và Israel. Josh cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đang thúc đẩy các ủy ban Quốc hội nhanh chóng phê duyệt thương vụ bất chấp có sự phản đối từ những người ủng hộ nhân quyền đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột. Ông Paul nói, các ủy ban đã tiếp nhận đề xuất liên quan đến Israel hồi đầu tuần và dự kiến xem xét vấn đề trong 20 ngày. Bộ Ngoại giao Mỹ đang hối thúc các ủy ban thông qua. Một quan chức khác cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc dùng đặc quyền khẩn cấp trong đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí AECA để chuyển trước cho Israel 13.000 trong số 45.000 viên đạn pháo xe tăng nói trên mà không cần ý kiến từ Quốc hội Mỹ. Người này cho biết thêm rằng động thái sẽ cho phép Israel chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ do căng thẳng gia tăng trong khu vực. Những người ủng hộ nhân quyền bày tỏ lo ngại về thương vụ này, cho rằng nó không phù hợp với nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép với Israel để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Louis Chabonneau, Giám đốc Liên Hợp Quốc tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cảnh báo Mỹ có nguy cơ bị xem là thông đồng với tội ác chiến tranh nếu tiếp tục cung cấp vũ khí để Israel trừng phạt tập thể người dân Palestine tại giải Gaza. Trước đó, WFG dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington cũng đã chuyển 100 quả bom BLU-109 cho Israel với mục đích xuyên thủng các công trình kiên cố trước khi phát nổ. Loại bom này mang đầu đạn nặng hơn 900kg và trước đây đã được Mỹ sử dụng trong nhiều cuộc xung đột trong đó có cuộc xung đột ở Afghanistan. Đây không phải là loại đạn dược duy nhất Mỹ cung cấp cho Israel trong cuộc xung đột tại Gaza, vốn khiến hàng nghìn người Palestine thiệt mạng. Không giống như những báo cáo về tình hình chuyển giao vũ khí thường xuyên cho Ukraine, lầu năm góc hầu như giữ kín về mức độ hỗ trợ vũ khí cho Israel trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Báo cáo của VNE cho biết số lượng vũ khí của Mỹ gửi cho Israel kể từ khi xung đột nổ ra đã lên đến hàng chục nghìn quả bom và quả đạn pháo 155mm, chủ yếu được vận chuyển trên các máy bay quân sự C-17. Washington cũng đã gửi hơn 5.000 quả bom MK-82 không điều khiển, hơn 5.400 quả bom MK-84, khoảng 1.000 quả bom đường kính nhỏ GBU-39 và khoảng 3.000 quả bom JDAM, bộ công cụ dẫn đường biến bom không điều khiển thành đạn dẫn đường chính xác. Con số này cao hơn hàng tỷ đô la Mỹ mà Israel nhận được mỗi năm từ sự hỗ trợ tài chính của Mỹ cho các hoạt động quân sự của mình. Theo WKSG, những quả bom phá hầm do Mỹ chế tạo đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Israel và giải Gaza. Trong đó có vụ tấn công san phẳng một khu nhà thuộc trại tị nạn Jabalia khiến hàng trăm người thiệt mạng. Israel cho biết vụ tấn công đó là chính đáng vì đã loại bỏ một thủ lĩnh của Hamas. Israel đã nối lại cuộc oanh tạc dữ dội vào Gaza ngay sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần. Hàng chục người Palestine đã thiệt mạng sau chưa đầy 24 giờ giao tranh tiếp diễn. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày mùng 8 tháng 12, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cảnh báo nếu Israel thực sự đổ nước biển ngập hệ thống đường hầm Hamas ở giải Gaza thì rõ ràng đây là một hành động tàn bạo và cấu thành tội ác chiến tranh. Ông Polyansky giải thích rằng nước biển mà Israel muốn đổ ngập các đường hầm Hamas sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm ở giải Gaza và khiến khu vực này không thể ở được ông cũng cáo buộc Israel đã sử dụng vũ lực bừa bãi và tấn công các mục tiêu được luật nhân đạo bảo vệ. Opulianski cũng bày tỏ hoài nghi về việc tòa án hình sự quốc tế ICC sẽ có bất kỳ hành động nào đối với Israel vì ICC sẽ không chống lại các bậc thầy phương Tây của họ. Opulianski nói thêm rằng ICC có thể sẽ tha tội cho Israel vì tòa này đã từng nhắm mắt làm ngơ trước những hành động mà ông này gọi là tàn bạo của phương Tây ở Iraq, Afghanistan và Libya. Trước đó, tờ Nhật báo Phú ôn dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lực lượng quân đội Israel đã lắp đặt một hệ thống máy bơm lớn có thể được sử dụng để làm ngập các đường hầm tại giải Gaza, nơi đang được nhóm phiến quân Hamas sử dụng để làm căn cứ quân sự và có thể giam giữ nhiều con tin. Theo nguồn tin đề cập đường hầm Hamas nói trên, vào khoảng giữa tháng 11, quân đội Israel đã hoàn thành việc lắp đặt ít nhất 5 máy bơm cách trại tị nạn Al-Shati khoảng 1,6 km về phía bắc có thể vận chuyển hàng nghìn mét khối nước biển mỗi giờ và làm ngập các đường hầm trong vòng vài tuần. Hiện không rõ liệu Israel có cân nhắc làm ngập các đường hầm trước khi tất cả các con tin được thả hay không. Trước đó lực lượng Hamas cho biết họ đã giấu những con tin bị bắt ở những nơi và đường hầm an toàn. Ông John Atterman, phó chủ tịch cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nhận định rằng do không rõ độ thấm của đường hầm hay lượng nước biển thấm vào đất gây ảnh hưởng ra sao nên phía Mỹ vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ các tác động của việc bơm nước biển làm ngập đường hầm. Các cựu quan chức Mỹ cũng phải thừa nhận kế hoạch trên có thể sẽ đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden vào thế khó, khiến người dân trên toàn thế giới lên án. Nhưng đây là một trong số ít lựa chọn hiệu quả để vô hiệu vĩnh viễn hệ thống đường hầm dài hơn 482 km của Hamas. Ông Wim Swinenberg, chuyên gia nghiên cứu tác động của chiến tranh đến môi trường, ước tính Israel sẽ phải bơm khoảng 1 triệu mét khối nước biển để vô hiệu hóa khoảng 2 phần 3 mạng lưới đường hầm còn đang hoạt động bên dưới giải Gaza. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!